Nhân loại có thể tuyệt diệt bởi một loại vũ khí quân sự tí hon. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tấm Bí Ẩn, chuyên cập nhật những tin tức nóng sốt nhất hiện nay. Trong quân sự, việc liên tục nghiên cứu và phát triển vũ khí quân sự luôn là việc các quốc gia quan tâm. Có những vũ khí tuy bé nhỏ nhưng lại mang trong nó một sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 1. Vũ khí nano. Một nhà vật lý học của Mỹ cảnh báo, một loại vũ khí siêu nhỏ có thể dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc nhất, khiến nhân loại tuyệt diệt với kích thước tương đương với côn trùng, thậm chí còn nhỏ hơn sợi tóc. Robot quân sự siêu nhỏ đang được quân đội các nước phát triển với sức mạnh tương đương hàng trăm tấn thuốc nổ. Trong một cuốn sách mới ra mắt, Lode Monte, nhà vật lý đến từ bang Minnesota, Mỹ nhận định đây không phải là mối đe dọa xa xôi mà nó có thể xảy ra ở ngay cuối thế kỷ này. Ông đánh giá loại vũ khí siêu nhỏ hiện đại thậm chí còn nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân thông thường. Những thảm họa được cho là có thể hủy diệt nhân loại như va chạm thiên thạch, siêu núi lửa phun trào, thực tế rất khó xảy ra, tỷ lệ 1/50,000 hoặc thậm chí còn thấp hơn. Rõ ràng vũ khí nano còn có sức hủy diệt lớn hơn, thậm chí là hàng đầu với tỷ lệ 1/20, cho khả năng khiến cho nhân loại diệt vong trong cuối thế kỷ này. Cường quốc trong tương lai sẽ là những nước có sức mạnh vũ khí nano hiện đại nhất. 2. Tên lửa đạn đạo sử dụng công nghệ đa đầu đạn phân hướng. Tên lửa đạn đạo sử dụng công nghệ đa đầu đạn phân hướng MAREV là một công nghệ tên lửa đạn đạo với khả năng mang nhiều đầu đạn. Mỗi một đầu đạn có thể được lập trình để tấn công một mục tiêu khác nhau. Vì thế, việc đánh chặn sẽ cực kỳ khó khăn. Hiện tại sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo này Ấn Độ và Trung Quốc. Chỉ cần một quả tên lửa đạn đạo có chứa hệ thống đa đầu đạn MAREV, khả năng sát thương mục tiêu của MAREV sẽ làm tê liệt mọi hệ thống đánh chặn tên lửa. Hệ thống MAREV cho phép phóng một lúc rất nhiều đầu đạn, tùy theo mục đích tấn công mà các đầu đạn có thể được định vị cho một mục tiêu hay nhiều mục tiêu, gây nên khả năng phá hủy không thể lường trước được. 1 loại vũ khí đặc biệt có thể khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là sản phẩm của một bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood. Trên thực tế, đây là những thiết bị trinh sát phòng người lái siêu nhỏ, có đường kính dưới 3cm, hoạt động theo đội hình gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc kết nối với nhau tạo thành một khối vuông chặt chẽ có thể khiến đối phương hoảng sợ. Các chuyên gia nhận định loại vũ khí mới này sẽ được Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng nhằm nhiều mục đích như nghi binh, quấy rối hệ thống radar phòng không, trinh sát, thậm chí là tấn công chiến thuật nhằm đối đáp mục tiêu mặt đất của đối thủ. Truyền thông Mỹ cho rằng, việc tiết lộ vũ khí tối mật mới có thể nhằm gửi một thông điệp cảnh báo tới Nga và Trung Quốc. Trong báo cáo ngân sách công bố ngày 2 tháng 2, ông Sutter cho rằng Mỹ đã có 25 năm không phải lo lắng về Nga. Nhưng thật không may, Nga hiện nay lại trở thành mối đe dọa hàng đầu của Mỹ. David Crockett được kỳ vọng là vũ khí đơn giản phóng đầu đạn hạt nhân mini, chỉ cần vài binh sĩ là có thể mang phát và được khai hỏa nhanh chóng, đáng tin cậy. Không giống như các loại vũ khí hạt nhân khác, M388 là một vũ khí hạt nhân không thông minh. Một khi đã thiết lập máy hẹn giờ và đầu đạn hạt nhân được bắn ra, nó hoặc là phát nổ hoặc là trở nên vô dụng, không thể hủy bỏ kích nổ sau khi phóng đầu đạn. Dù là loại hạt nhân có năng lượng thấp, nhưng loại vũ khí này cũng tạo ra một vụ nổ ước tính lớn như các thiết bị nổ phi hạt nhân có sức nổ lớn cùng thời kỳ. Tuy nhiên, không giống nhiều loại vũ khí cùng thời, M388 lại tương đối nhỏ và có thể mang vác. Điều quan trọng hơn là vũ khí này có sức công phá trên diện rộng sau vụ nổ đầu tiên. Đặc điểm này rất hữu ích khi khai hỏa quanh các tuyến đường quan trọng mà binh sĩ kẻ thù phải đi qua. Vụ nổ ban đầu không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng cho binh sĩ và phương tiện của kẻ thù xung quanh đó, mà phóng xạ sẽ gần như chắc chắn gây chết người cho bất cứ ai trong bán kính 400m. Không chỉ thế,
phóng xạ sẽ còn tồn tại lâu xung quanh địa điểm nổ, khiến một số tuyến đường không thể qua lại trong vài ngày. Tàu ngầm siêu nhỏ Viraha. Tập đoàn đóng tàu quốc gia Nga OSD tiết lộ, Nga đang phát triển một tàu ngầm siêu nhỏ thế hệ mới có tên là tàu ngầm Viraha, có thể mang kho tên lửa cực mạnh. Tàu ngầm siêu nhỏ Viraha có thể được triển khai để bảo vệ các khu căn cứ hải quân, và chỉ còn một nhóm nhỏ thủy thủ là có thể vận hành nó, đồng thời chi phí bảo trì ở mức thấp. Mục đích chế tạo ra tàu ngầm Viraha này có thể cho những chiến dịch đặc biệt và hoạt động gần như vô thanh. Ông Dmitry Rogozin cũng đặc biệt nhấn mạnh vào việc sẽ cải tiến nâng cấp các tàu ngầm tấn công laser điện thuộc Project 877, hay còn có tên gọi là Hilo, cùng các biến thể hiện đại hóa của nó, cho phép lớp tàu ngầm này tác chiến toàn diện hơn trong tương lai gần, với sức mạnh tương đương các tàu ngầm tấn công hạt nhân về mặt chiến thuật. Thiết kế cho cá nhân sử dụng bao gồm một ống phóng và ba lô mang 6 quả đạn, trọng lượng ống phóng 1,2 kg, ba lô mang 6 quả đạn nặng 7,2 kg, cả hệ thống chưa đầy 3,5 kg, rất thích hợp cho một người lính mang và sử dụng. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vũ khí sát thủ của lục quân. Tuy các tham số vẫn được dự kiến, nhưng căn cứ vào hình ảnh chụp có thể thấy kích thước ống phóng chỉ tương đương khẩu tiểu liên AK-12, bán có thể gặp lại, kính ngắm có thể tháo ra, hệ thống chỉ thị mục tiêu thông qua một thiết bị nhỏ gắn bên cạnh. Hãng chế tạo không cho biết QN-202 được thiết kế chế tạo để đánh những mục tiêu nào, nhưng kích thước, trọng lượng cũng như tầm bắn cho thấy rất thích hợp nhất để tiêu diệt các xe thiết giáp hạng nhẹ, có vẻ không thích hợp cho việc đánh xe tăng nhưng lại ưu việt hơn bởi tính cơ động cao. Bom tí hon được trang bị chủ yếu cho các máy bay không người lái chiến thuật loại nhỏ. Phiên bản 2 của loại vũ khí này tiêu diệt được mục tiêu ngay trong lòng đất thử nghiệm đầu tiên được tiến hành hồi tháng 2 ở trường bắn Yuma khi nó được phóng đi từ một máy bay không người lái của hãng Raytheon. Hệ thống điều khiển bom liền là sự kết hợp của phương pháp điều khiển bằng GPS và laser bán chủ động. Mọi loại đầu dẫn và bộ phận điều khiển của loại bom này đều đã được kiểm tra qua các lò phóng thử nghiệm và đã sẵn sàng đưa vào sản xuất hàng loạt. Các cuộc thử nghiệm phóng bom liền tí hon từ trên không bắt đầu được triển khai từ tháng 12 năm 2008. Quả đạn đầu tiên rơi xuống cách mục tiêu chưa đầy 10m, còn lại quả thứ hai cách mục tiêu gần 11m. Cả hai kết quả này nằm trong phạm vi chính xác cho phép của thiết bị thu tín hiệu GPS. Tháng 3 năm 2010, Mỹ tiến hành đợt thử nghiệm thứ hai. Lần này, quả đạn được bắn đi từ một phương tiện bay không người lái từ độ cao 2.438m. Nhờ có công nghệ điều khiển đại tiếp cận thuật toán, độ chính xác của viên đạn thật là ấn tượng, chỉ rời cách mục tiêu 2m. B90 là 716m trên 1 giây. Mục tiêu của chúng tôi là tốc độ đạn đang so với vũ khí cực kỳ nhỏ cùng độ chính xác cao, có thể dùng trong không gian chật hẹp. Kỹ sư Jack Wingard thuộc phòng nghiên cứu của quân đội Mỹ cho biết, theo ông Wingard, để chịu được áp lực của đạn, các nhà nghiên cứu thiết kế một hệ thống khóa nòng hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, loại súng mới sẽ dùng băng đạn 50 viên. Vũ khí quân sự là một phương diện phản ánh sức mạnh quốc phòng, đồng thời thể hiện tiềm lực của một quốc gia. Các bạn nghĩ sao về những vũ khí trên? Hãy comment để chúng ta cùng thảo luận nhé! Mọi người đừng quên like, share video, subscribe và nhấn chuông tiếp theo để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé! Xin cảm ơn và chào tạm biệt! Bye.